Chào anh em Ba Duy. Blue mấy mà đông thế bạn? Blue 8 người anh em ơi. Blue 8. Vâng, huyết đâu sẽ đóng cửa trong vòng 10 giây rồi. Đóng cửa là không vào đâu anh em ơi. Đông rồi. Ở chỗ này rơi khoảng tầm 60 đến 70 người. Buổi tối nào anh em cũng rủ nhau đi nhảy cầu anh em ơi. Gọi là giải trí. Bên này mới 5 giờ chiều bác ạ. Người anh em ở bên nào mà 5 giờ chiều vậy? Người anh em Nguyễn Xuân Khánh. MU gì đây ạ? MU ở trên màn hình đấy anh em ơi. Tên ở trên màn hình đấy. Tên ở trên màn hình có hiện tên đấy. Kia dòng xanh 89. Alo bác Hải. Yes sir. Yes. Anh em lại chào nhau. Lên họ mình 16 ọp. Cái gậy thiên sứ phát. Người anh em có like không? Người anh em Vũ Minh Hạnh có like không? Đưa like đây tôi đập cho. Chứ like bây giờ cũng hiếm lắm. Tôi hình như còn mới còn bao nhiêu viên đây. Thế nào? Tôi xem còn bao nhiêu viên like đây. Like của tôi bây giờ còn có 50 viên. 50 viên like thôi. Châu Âu bác ạ. Ui châu Âu. Châu Âu thì lệch giờ đúng rồi. 5 giờ chiều ạ. Chào người anh em đặt. Đặt văn nha. Vâng, Blue chuẩn bị rồi anh em ơi. Bật Blue chuẩn bị rồi. 5. Bạn ơi lên chưa? Tôi phải tele luôn anh em ơi. Lên. Lên 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 lên. Vãi máu rồi, vãi máu rồi, vãi máu rồi. Vãi. Trong đầu thì cứ nghĩ là phải tele mà tay lại không ấn được anh em ạ. Chết toài rồi này. Vâng, tôi là người hy sinh đầu tiên luôn ạ. Hy sinh đầu tiên luôn. Rồng xanh, bác có đồ DPS không bác? Có. Có gậy mãng xà. Mãng xà cộng không. Qua thấy có người xin xét đồ. Thấy treo Noren bán chịu chết. Thôi cũng chấp nhận thôi anh em ơi. Mình được anh em người ta cho đồ. Bây giờ mình lại cho người ta. Người ta mang đi bán hay là người ta làm gì thì đấy là việc của người ta. Chấp nhận thôi anh em ơi. Bao ba. Tóc bạc VN. 1 này, 2 này. Toàn đồ linh tinh này. Toàn đồ linh tinh anh em ơi. Vật mãng xà 2 cái. Xem Facebook cứ bị giật. Đâu anh em vẫn xem bình thường mà. Thì xem Facebook giật thì anh em qua xem bên TikTok. À cái gì bạn ơi? Đây từ ra để rồi có ông đang bảo về cầu bao cho gì đây rồi ông này ông Winler liếc gì đây 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 rồi đây rồi giao dịch cho gì đây ai à cho mình xét gia nhân anh em ơi ngon ui cho cả đá này cho cả ngọc luôn này ok ghê ui cho cả lông vũ luôn à ok luôn ô cảm ơn bác nhé với anh em cho luôn cả lông vũ anh em ạ cho luôn cả lông vũ luôn ông Hà Linh cái gì kia từ nữa để tôi gì kia lại cho tiếp gì đây cho tiếp gì đây ui rồi vét vét à để cho mấy viên chào nữa à ok cảm ơn bác nhé em chào bác Hải đây là rồng xanh đây rồi rồng xanh đây rồng xanh 89 này cha gen đi người anh em đây gậy mãng xà đây ok chưa đấy ok gậy chưa có đun rồi này anh em ơi lên thôi vã luôn cun đun lên dung lên ba phát bt rồi anh em ơi bắt đầu đánh nhau rồi bắt đầu đánh nhau rồi xin phép là bỏ cái tai nghe ra này vã luôn này đấy, khi mà tôi đi vã nhau này là tôi không đọc được comment mấy đâu anh em ơi anh em thông cảm nhá tôi phải tập trung gọi là tôi đi cướp cun đun tiếng game nghe rõ mà nhỉ nghe rõ bình thường đúng rồi bác cho em chơi David bác cho em chơi với Dũng gầy, xin chào người em Dũng gầy nhé. Chơi cái này còn anh em cứ vào lập ác là được. Có lệnh tân thủ là được. Bút cái. Các bạn ơi. Úi hồ, đâu rồi. Cô đu đây rồi. Mình xin. Vã luôn. Chuyện luôn. Bơm máu nhiệt tình anh em ơi. Lên. Bơm máu. Úi giời, không kịp rồi. Ông là vã tôi đấy. Vâng, Tiger Beer đã vào giá siêu khoai rồi. Bây giờ tôi phải qua bên Atlant S2 đây. Để tôi gọi là xin bút à. Không nào cho tôi cái bút nhỉ. Anh em bây giờ giấu thế nhỉ. Không PT được luôn này. Không PT được anh em ạ. Bây giờ đi xin bút khó lắm. Rồi đấy, ok nhỉ. Sang bên Atlant 3.
Dạo này bác không làm server cổ nữa à? Mình chỉ làm video thôi người anh em ơi. Làm admin mệt lắm. Vui chả có team gì. À chán nhỉ. Tôi chơi yếu do vậy mà nhiều anh em họ không cho vào vui anh em ơi. Này tạo nhóm này này. Tôi có mỗi vui kiệt DK Pro nhưng mà thằng bạn tôi bây giờ nó bị vợ nó phong tỏa anh em ơi. Nó không cho chơi, vợ nó không cho chơi rồi. Tạo nhóm. Cày quốc kinh vậy, xin chào người anh em Bùi Quyền nhé. Ta gọi là hoài niệm thì 4 class là đúng rồi. Sống lại những năm 2003. Đúng rồi người anh em ơi, xin chào người anh em Nguyễn Tèo nhá. Xin chào người anh em Lương Nguyễn nhá. Đây này, đang đi xin đây rồi, có búp rồi. Lê Phi Vũ à, ô đây rồi, ô lại thoát ra. Anh em ơi cho tôi búp với. Sao nhóm này không có tim anh em ạ. Cay đấy nhỉ. Đây là quỷ kiếm sầu rồi. À đây rồi. Quỷ kiếm sầu à. À tôi với ông đi đây. Ô lại thoát rồi. Xin chào người anh em EG Hoàng nha. Chào người anh em Thuận Lê. Quýt này. Rồi lên đi. Anh em ạ. Không được búp rồi, anh em không được búp rồi. Tôi búp thì tôi có lên tôi vã vậy. Nào, búp máu luôn. Tu đun. Ui dồi ôi. Đây này, Kudu này anh em ơi, đi vã nhau làm cái gì? Cái ông Tiger Bia kìa. Không đi ăn Kudu đi thì cứ đấy đánh người là cái gì à? Đã thế rồi tôi chơi cái trò chọc gậy bánh xe đi. À, không ăn được thì lại tiếp tục đạp đổ anh em ơi. Sờ lại. Harry đi chậm chưa, mấy con gà này. Không có búp sao chơi lại bọn nó. Không có búp vẫn chơi anh em ơi, tinh thần chiến binh nó phải bất khuất như vậy. Gần chết rồi, còn 20% rồi. Vã đây anh em ơi. Cứ vào bị đẩy ra anh em ơi. Kudu này nó có cái chiêu đẩy ra khó chịu thật đấy. Anh em đánh nhau đi, để Kudu để tôi. Kudu là cứ để tôi đi. 16%. Chuyện nào, máu lên. Đưa này. Máu lên đi. Nào cứ đứng đằng sau vã mình đi nhỉ. Không tập trung ăn boss đi, cứ vã người ta làm cái gì ạ? À? Vã làm cái gì ạ? À? Quánh đi. Hết bốn máu rồi, chết rồi. Bác chùm server, xin chào người anh em Hoàng Trọng Vinh nhá. Chùm luôn rồi này. Đi mua máu đã nhỉ, hết máu anh em ơi. Hết máu. Mua nhiều luôn, mua mấy nghìn bình luôn anh em ơi. Vã cho sướng nào. Đấy, giờ lên tiếp tục dung con 3. Ok, chưa lên, đã chết rồi. Bác đập like nó lên, tăng sức chống đỡ lên. Con thần mã sức chống đỡ cộng 50 là nó khác bọn lắm. Ok, người anh em sơn nhôm kính nhá. Ok đấy. Đập ọp lên bây giờ là phải cần like anh em ơi. Bây giờ tôi đang có 50 viên like thôi. Ta phải đi mua thêm like rồi. Lên nào, lên tiếp nào, dùng con 3 nào. Đâu rồi, Kudu đâu rồi. Kudu đâu, đây, nhưng mà người đông lắm anh em ơi. Người đông quá. Cũng ba bị đẩy ra này. Đẩy ra ta lại vào. Đẩy ra lại vào luôn. Đẩy ra thì lại vào.
Vợ bác đứng sau lưng kìa. Ôi rồi, vợ em ra bên ngoại rồi, sáng mai đi về. Thế hôm nay là chơi gọi tẹt ga đi anh em ơi, chơi tẹt ga luôn. Đấy, vào giải trí săn boss anh em ơi. Đâu, đây, 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 Kudu đây, Kudu đây, Kudu đây, Kudu đây. Đây, 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 đây. Kudu này thoát ẩn thoát hiện anh em ơi. Anh thấy đâu luôn, đéo đâu ấy. Kudu đâu? Đánh nhau té loe này. Không điên, Kudu đi đánh nhau làm gì. Đây 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 đây, Kudu đây, Kudu đây, Kudu đây. Ôi, con này nó tàng hình, nó te le ghê vậy. Kudu này. Ô. Ô thôi chết. Đi kia. MG Gaming đã đá vào giái siêu khoai. Đau hơi tím hết giái rồi anh em ơi. Bác làm em liên tưởng đến con vợ em. Thì con vợ nào thì cũng thế thôi anh em ơi. Điếc tài lắm. Ui giời ơi, chưa kịp búp luôn. À, cứ ngồi vào máy tính là nó quát rồi. Sợ lắm anh em ơi. Đây rồi. Đây rồi. Ok, chỗ này ngon, chỗ này ngon. Thôi. Đánh nhau làm cái gì nhỉ? Harry kìa lại đá vào giái siêu khoai rồi. Có ai 1985 không? 1985 là tuổi trâu đấy. Tuổi trâu là bác là lão đại rồi. 1985 là lão đại rồi đấy. Búp đây. Đợt này reset mắc bao nhiêu rồi? Con game này reset 50 lần là mắc rồi anh em ơi. 50 lần là mắc rồi. Reset 50 lần thôi. Không cần, không cần, không cần phải reset nhiều. Không cần, máu lên. Không vào được. Bác, nhiêu tuổi rồi bác Hải? Mình sinh năm 88 rồi anh em ơi. Tuổi rồng, 1988. Ở đây có bác là 1985 kia là ok đấy, là lão đại đấy. Lão đại đấy, đéo đi qua được chỗ này anh em ơi. Anh em chặn đường ghê quá này. Nào, đi, đi. Đi. CPT mà không ai cho này này. Đi một mình anh em ơi. Một mình thì bừa một mình thôi. Sợ gì đâu. Một mình thì bừa một mình thôi. Kudu đây rồi. Kudu đây rồi. Ui giời ơi, ông nào cứ đi vã mình. Bi papa. Lại chết anh em ơi. Búp luôn, đệ. Năm. Đưa mượn ác ép rồi búp cho. Ác ép của thằng kia nó vẫn on người anh em ơi. Kiệt, 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 đại ca Kiệt nó vẫn chơi. Đợt em chơi đã có gậy rồng đâu. Mới có gậy rồng đây này, đi săn Kudu, đây 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 đây. Đây đây, gậy rồng kìa. Hộp số là hồng anh em ơi, nhặt đây, chết không phải nhặt. Đấy. Vũ khí rồng rơi ở Kudu anh em ơi. Anh em đi săn đông lắm. Kudu bị tiêu diệt bởi Slicer kìa. Mấy ông này, mấy ông top này ăn đẫm rồi. Team này gọi là team này, team siêu đam anh em ơi. Mỗi một vui có một team siêu đam chuyên đi ăn boss thôi. Còn các anh em khác là cứ đi bảo kê đây này, cứ đi như kiểu này chặn cửa này. Ui trời ơi, còn không vào được đến nơi đây này. Không vào được đến nơi luôn ạ. Ui rồi ơi. Ui rồi ơi, Kudu đâu? Đấy. Một team ăn boss này, còn các team còn lại là chỉ đi gọi là đi chặn cửa đây anh em ơi. Các vui bây giờ họ chia công việc ra đều lắm. Anh em mình cùng FC88 Bắc Hải ạ. Những con chú rồng nhỏ. Những chú rồng nhỏ, ok. Ok, người anh em Lương Nguyễn nhá.
Đây rồi, làm được. Ở đây có vui Avenger này, vui Lương Sơn này, vui Vina này, ba vui chính anh em ơi, vã nhau cả ngày lẫn đêm 24/24 luôn. Ơi, lại gặp ông TikTok like nữa kìa. Búp cái đã. Tiếp. Kéo anh em Z-Quest vô bảo vệ bác đi. Anh em Z-Quest vừa nãy thua công thành chiến rồi. Bây giờ chắc là đang gọi là đang chuẩn bị đi ngủ rồi. Z-Quest vừa rồi là thua công thành chiến cho anh em ơi. Ăn được mỗi giải rồi. Pegagui à bạn. Xin chào người anh em Ursa nhá. Đây là đi săn boss của Dune đấy anh em ơi. Đi săn boss của Dune. Rồi hết rồi, đại chiến của Dune hết rồi anh em ơi. Đi săn boss của Dune này được đồ ngon anh em ơi. Đây anh em đi đông lắm. Ê. King David à, King David à. Từ từ mình đợi. Đây, King David đây. King David. King David. Ui giời chết rồi. Không còn thua anh em ơi. Chết rồi. Đây này, vừa đấy có người anh em cho xét gia nhân này, cho cả lục vũ này. Đấy, xin phép bây giờ là cất ít đá lên. Ngọc ngà châu báu này, cho lên. Đọc đồ anh em ơi. Thùng đồ như cái trục lợn rồi. Như cái trục lợn. Ngọc này, sâu này, bờ lét này. Hết chưa? Bây giờ qua bên này để lọc đồ đấy. Đấy, bây giờ mới hết sự kiện này, anh em bắt đầu mới nói chuyện với nhau này. Ok bác vui nhỉ. Nói chung là giải trí buổi tối người anh em ơi. Buổi tối vào giải trí khoảng 30 phút 1 tiếng xong là đi ngủ cho ngon. Chào người anh em Đức Cường nhá. Chào chào người anh em Thành. Chật bớt này gì đã. Đây là đến sự kiện gì nhỉ? Chuẩn bị là quảng trường quỷ này. Lại đánh nhau tiếp anh em ơi. Nó là như là mưa luôn ạ. À. Lại đánh nhau tiếp rồi. Chuẩn bị lại vã nhau rồi. Tôi cất này rồi đã. Rồi bây giờ tiếp tục lại vã nhau tiếp anh em ơi. Xin Bled xin chết bạn ơi. Ô. Ông này ông lại xin Bled của mình à. Sutara đây. Đây nhá. Giờ sang bên Noria đây. Sang Noria này tiếp tục để vã nhau tiếp anh em ạ. Lại đi David tiếp này. Vào. Ô, đây, Bravo Bắc Hải. Yes sir. Yes sir. Đập gậy thiên sứ lên 13 cho khỏe Bắc Hải đây, tí nữa sẽ đập gậy thiên sứ đây. Gậy thiên sứ đây. Vã nhau đây à. Em xin đao MG được không? Được. Về cầu 3 đây. Cầu 3 Charge. Cầu 3 Charge đây. Còn chơi không xin ít Bled reset bác. Người anh em Nguyễn Phúc Hòa. Ok người anh em ơi. Bác vào cầu 3 nhá. Cầu 3 Charge tên nhân vật bác là gì? Vào. Vào kiếm MG đây. Ông kiếm xin đi ạ. Đao MG. Cầu 3. Đã tới cầu 3 ở đâu? Cái gì đây? Ủa? Chơi MG hay sâu? Chơi MG hay DVK? Xin đồ thì cho, còn Bled thì thôi bác ạ. Đúng rồi, người anh em nói chuẩn đấy. Anh xin đồ thì cho. Đấy. Còn Bled thì phải giữ lại. Để còn đập đồ anh em ơi. Xong bác nhé. In game là cho em xin. Cho em xin thì hôm qua là cho gì rồi vậy nhỉ? In game là hôm qua là tôi cho người anh em cái gì rồi đấy.
Em mới chơi xin đồ ép với bác. Ok, xin đồ thì ok. Đang có cái set giai nhân, người anh em ơi vào đi. Cầu 3 này, người anh em Kim Sơn ơi. Cầu 3 cha re luôn này. Để tôi đi vã đề bin cái đã. Vào đây, vào đây. Vào đây. Ôi, chạy đã, chạy đã, vào và chạy đã anh em ơi, vào là phải chạy đã. Chạy kịp không đây, chạy kịp không đây, chạy kịp không đây. Ôi rồi. Bụp cái đã. Sống rồi, sống rồi, sống rồi, dễ sống lắm anh em ơi. Dễ sống lắm. Di chuyển nào, di chuyển nào, di chuyển nào. Ui ôi. Bơm máu, bơm máu, bơm máu, bơm máu, bơm máu. Ui rồi, vừa hết giờ luôn ạ. Vừa hết giờ luôn anh em ơi. Đông thế nhỉ. Chào người anh em Nguyễn Ngọc Quang nhé. Đây là đi David anh em ơi. Đi đi David khá là đông đấy. Chào người anh em Long Nguyễn. Bảo mua máy tính chơi với Hài mà thất nghiệp hơn năm nay. Cần gì chơi đâu, anh em vào xem thôi. Vào xem comment xong anh em cũng nói chuyện, thế là vui rồi. Bây giờ nói chung là tuổi bây giờ cũng lớn rồi. Bây giờ chúng ta xem là chủ yếu. Gì đây, đánh nhau à? Ôi giời, hôm nay lắm kèo ấy nhờ. Đánh kèo đánh nhau à? Kèo đây. Đánh nhau luôn ạ. Đánh nhau là xem đồ gái à? Tiếp nào, tiếp nào. Vã luôn, vã luôn. Ta luôn. Solo này. Úi xù, ghê ghê ghê. Ghê. Bác đâu xin set Facebook Hoàng Trọng Vinh. Có người anh em Kim Sơn vừa xin set danh nhân rồi. Nếu mà người anh em Kim Sơn mà không lấy thì tôi để lại cho người anh em Hoàng Trọng Vinh nhá. Bây giờ chỉ có một set danh nhân thôi. Chỉ có một set danh nhân thôi. Chỉ có một set danh nhân thôi. Chỉ có một. À, gần chết kìa. Tí máu anh em ơi. Đâu con hàng đâu. Vã luôn đi. Solo luôn đây. Avenger này. Avenger này. Có sao đấy? Vợ ganh à? Đứng yên thế. Đang ở nó đây bác Hải ơi. Ok, đợi đợi đợi. Đợi mình tí nào. Ông này ông ấy có đánh không này? Ông này có đánh không đây? Để tôi biết nào, tôi ra tôi cho đồ nào. Yếu hơn tôi rồi, yếu hơn tôi rồi. Solo đi, đây đang đang solo đây, đang solo đây bác ơi. Đang solo đây. Đang solo đây. Đang solo đây, vâng 5-1 rồi. Win chắc rồi anh em ơi, win chắc rồi. Em nhân vật Sokobidu đấy, đúng rồi, ok. Xem đồ à, xem đồ à. Ok, để xem đồ người anh em này nào. Set này là set triệu hồn cộng 12 này. Gậy cộng 13 này. Khiên cộng 13 này. Win cộng 11 này. Đồ như nhau anh em ạ. Đồ tôi với ông này như nhau luôn. Y xì nhau luôn. Ông này còn mạnh hơn tôi cái gậy này còn mạnh hơn tôi đấy. Gậy của tôi là chỉ có ma lực là 1.400 thôi, còn ông này là gậy ma lực là cộng 1.900 đấy, là mạnh hơn tôi đấy. Mà tôi vẫn vã được này. Chứng tỏ là ông này là cộng sai point hoặc là cộng sai master gì đấy. Cộng sai rồi. Đấy. Sai chắc rồi em ơi, ông này cộng sai điểm rồi. Chứ ngang đồ làm sao mà tỷ lệ thua nó lại nhiều như kia được. Tiếp. Đâu? Con hàng đâu? Con hàng đâu? Con hàng đâu? Con hàng đấy, 73. Cộng sai điểm rồi. Hoặc là chưa cộng một điểm master. Chắc luôn. Tiếp. Vào việc, vào việc, vào việc, vào việc. À, ghê 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 đấy. Ghê ghê ghê. Ghê đấy. Đánh cẩn thận này, đánh cẩn thận luôn này. Đánh cẩn thận luôn này, đấy. 8-4 rồi. Sói họ. Họ tấn công, à đúng rồi. Sói họ tấn công à. Ok đấy, đúng cái chuẩn 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 chuẩn. Có khi là Sobutter là đeo sói phòng thủ là mạnh hơn đấy anh em ơi. Tại vì Sobutter nó thiên về thủ ạ. Thiên về thủ nhiều. Trời ơi, 9-4 rồi. Đấy, khác nhau con sói anh em ơi. Khác nhau con sói là khác bọt ngay. Sói phòng thủ là mạnh hơn đây này.
soi phòng thủ mạnh hơn này, soi phòng thủ mạnh hơn này. Ôi ơi, win rồi anh em ơi. Kìa kìa, phải cười cái. Win cái là tối nay ngủ ngon rồi. Giờ về cầu 3 đúng không? Scooby-Doo đúng không? Scooby-Doo. Scooby-Doo là xin F à? Đúng không? Xin F. Con gà này. Con gà này. Đâu nhỉ? Cái set F để đâu nhỉ? Đâu? Đâu? Bao cách 1. Ờ. Bao cách 2. Ờ. Bao cách 3. Đây rồi, set F đây. F đây. Bao cách 4 thì có gì ạ? Ui, vé blue này nhiều không? Bao. Bao cách 1. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Cho em xin, đây, đây à. Ông này xin gì nhỉ? Cho em xin là xin gì nhỉ? Cho em xin, cho em xin là ông nào nhỉ? Đồ đạc với Bled SS này đắt không? Rẻ như bèo người anh em ơi, chào anh em Vinh nhá. Rẻ lắm, Bled rẻ lắm. Có 2.000 WeCoin một viên. 2.000 WeCoin tính ra là 500 Việt Nam đồng. Tính ra là 500 Việt Nam đồng một viên. Đây à. Đưa bộ đồng đỏ cho con mờ đi bác hai. À, ông này xin cả đồ MG à? Ok. Từ đó để tôi ra cho đồ người anh em Scooby-Doo đã. Scooby-Doo đâu? À đây, à đây, 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 em đây, em đây, em đây. À, em đây là giao dịch luôn. 1, 2, 3, 4, 5. Đây, ring pen này. Ring cộng 2 luôn à? Cho cái ring luôn này. Ring xịn luôn này. Ring xịn luôn này. Coi pen nó xịn không? Pen xịn này. Đấy, ok người anh em nhé. Có để tôi vào tôi xem còn cái nỏ không. Nếu có cái nỏ là tôi cho người anh em cái nỏ luôn nhé. Để tôi vào xem còn cái nỏ không nào. Bao cách 2. Ôi là hết nỏ rồi. Bao cách 3. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Bao cách 1. Hết nỏ rồi. Bao cách 0. Hết nỏ rồi anh em ơi. Úi mẹ. Ờ, hết, hết rồi. Đâu, bây giờ đi lấy đồ MG nào. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi. Cho em xin. Đây. Trang gian người anh em ơi. 1 này, 2, 3 này, 4 này, 5 này. Đấy, ok bác nhé. Xong bác nhé. Bác Hải có cái chân thiết phiến nào không á? Chân thiết phiến à? Không có. Không có bác à. Không có người anh em ơi, chân thiết phiến không có. Fan cứng nhá, kè kè, ok người anh em Nguyễn Phúc Hòa nhá. Đam mê nó ngấm vào máu rồi, kè kè. Đấy, buổi tối có giải trí một tí rồi đi ngủ anh em ơi. MG phải bớt lại cái mũ hỏa long cho nhiệt tình thế. Ồ nhờ, quên đấy. Quên đấy, cho luôn cả cả mũ anh em ơi. Ngày xưa tôi cày MU 6 ngày 6 đêm không ngủ. 6 ngày 6 đêm là mẹ như kiểu là bế gọi là gì nhỉ? Trong phim trưởng nó gọi là gì nhỉ? Bế quan luyện công đấy. Nó có khi là bác bây giờ gọi là chính quả rồi. Đưa lại cái mũ à, đấy có người nhắc phát là đưa lại mũ ngay này. Đấy, ok. Đưa lại mũ. Anh em là xin mũ lại cho mũ. Rồi ok ok ok. Giờ em ít huy chương vàng cái nào. Cộng 3 không thể nhặt nhá. Thôi nhặt đi để đi đổi lỗi. Nhặt đi đổi x nào. Em xin cái gì? Cái n là cái gì? Cái nỏ à? Hết nỏ rồi, hết nỏ thánh nữ rồi. Hết nỏ rồi anh em ơi. Hết rồi, hết rồi.
hết nỏ thanh nữ rồi. Mai nhé, mai nhé, mai khi được có đấy. Tí nữa có người anh em nào cho cái nỏ thì là tôi lại cho người anh em cái nỏ. Này bác không like mu BK à? Tí nữa mới like. Đấy, tí nữa. Bây giờ phải đi đập cái xoay cái wing anh em ơi, xoay cái wing wing 2 tiếp này. Cho đúng kiểu xỏ lá khác gì tặng được chải đầu. Tóc cho ông đầu trọc. Mà giờ thì họ không cần mũ nên họ trả lại đúng rồi. Xem là sắp thế đây, còn set là gần này. Đấy, còn set là gần anh em ơi. Bây giờ là đi đi xoay cái wing 2 này, anh em là vừa cho cái lục vũ này. Đấy. Úi giời, con đu này. Gậy này để đổ x này. Dài néo đi. Chân thần long may mắn. Giảm sát thương 4%. Úi giời, ngon luôn anh em ơi. Cái giày này siêu ngon luôn này. Giảm sát thương 4% luôn. Đấy, hộp con đu đấy. Giày gia nhân nữa này. Nhặt hết, nhặt hết. Tay nhân sư này. Quần trâu xanh này. Đấy, ngọc tâm linh này đấy. Ngọc tâm linh đây chứ đâu. Hộp con đu này. Tay hắc điểu. Ui, đây, áo ấy rồi. Áo. Áo le gần giảm sát thương 4%. Ui hồi tăng gen. Gần ngon anh em ạ. Gần ngon, gần ngon. Gần ngon thì xin phép là cất mỗi chân đây thôi. Cất cái mũ này. Đi quay wing 2 luôn cho nóng. Ok người anh em ơi, sâu hồng đẹp vãi. Đây sâu hồng đây. Để zoom lại cho anh em xem luôn này. Sâu hồng đẹp vãi. Hello bác Hải. Chào bác nhé. Đấy, đây là hai set của sâu luôn này. Người anh em này kia mặc set set ma vương này, tôi thì mặc set sâu hồng này. Đấy, lại đi đánh nhau à? Bên MU Hà Nội giờ đồ kinh vãi hồn luôn. Nói chung là mỗi MU một kiểu anh em ơi. Ai mà thích đồ đắt thì chơi game MU đồ đắt, ai thích chơi theo kiểu cày kéo thì là chơi game cày kéo. Còn ai thích kiểu chơi kiểu dễ chơi thì chúng ta lại chơi dễ chơi thôi, mỗi người chơi một kiểu. Sâu hồng vẫn là một cái gì đó nhỉ? Đúng rồi, sâu hồng vẫn là một cái gì đấy, nó là gọi gì là, nó là hồi ức, nó là kỷ niệm. Nói đến sâu master thì tất cả mọi người hầu như đều nhắc đến sâu hồng. MUBK ném hộp quà ra, quà nhiều, nhẫn quá không dùng đến, có thể làm gì được không bác? Mang vứt vào shop thôi. Đấy, vứt vào shop thôi người anh em ơi, cho vào shop bán lấy gen thôi. Em tên 5.000 Việt Nam đồng nè bác Hải ơi. Em xin bộ. Ui ôi, vừa cho rồi. Có mỗi chân đi này. À, đây để xem còn đồ gì không nào. Ép này, còn cái tay này. Tay này không đủ bộ anh em ơi. Ép giờ hết đồ rồi. Bao cách 1. Sâu hồng với gậy con đu. Đúng rồi người anh em Đức Cường ơi. Chuẩn đấy. Nó là thành một cái kỷ niệm rồi. Đây là set này. Đây là có set phóng bích kia rồi. Có set phóng bích cho người anh em. Full rồi anh em ơi. Đợi 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 tí để tôi đi lọc đồ đã. Tôi qua bên kia tôi đi đổi lỗi kia đã. Em xin bộ ring band đây. Ring band lởm lắm. Ring band toàn ring band một dòng thôi, nó không kích off. Không có người anh em ạ. Đây này, ring band lởm lắm. Atlan S. Sâu hồng với hỏa thần của MG đẹp. Đây đây, lại vừa nãy hỏa thần, có hỏa thần luôn này, đây. Đấy chưa? Nào. Đấy chưa, người em ok chưa? Đây là set hỏa thần này. Đấy, còn đây là tôi là mặc set sâu hồng này, hai thằng đứng cần nhau luôn. Đẹp lung linh luôn. Đúng chưa? Đúng chưa người anh em? DK một phát về làng bên Mô Nội, full cây hơn một tỏi. Nói chung bên đấy là đồ bên đấy là gì, phục vụ cho gọi là cho đại gia chơi thôi. Còn anh em mình còn những kiểu tôi chơi đó là chơi theo kiểu gọi giải trí thôi. Đồ nó cũng chỉ gọi là 30.000, 40.000 một bộ. Đấy, 30.000, 40.000 một món, thế là ok rồi. Ngọc thì 500 đến 1.000 một viên. Đấy,
và một điếu thuốc thôi, thế là ok rồi. Chứ chơi đắt quá thì làm gì có kinh phí mà chơi, đúng không? Tiền mình đi, anh em mình đi làm còn tiền còn nuôi vợ nuôi con còn không có nữa. Chào người em thần tài nhá, MU đông thật. MU này nói chung là anh em chủ yếu giải trí buổi tối là đông thôi. Tóc bạc VN. Alo. Yes sir. À đây là người anh em mình cho ring VN này. Yes. Yes. Quên. Quên đấy. À xoay ra đây. Đây, Thunder đây. Giao dịch này. Tôi đổi ít đồ đi đã. Đổi đồ. Quần áo tay đổi đi, cái đồ không dùng đến mà đi đổi đồ ích anh em ơi, để kiếm quy coi đổi luôn. Về cầu ba đi, đây về cầu ba luôn này. Tóc bạc VN à, ok người anh em tôi đây, giao dịch ring pen đúng không, người anh em cho ring pen đây, ring pen anh em ơi, hàng về đây rồi. Ngon chưa? Hàng về. Tuyệt vời luôn. Đấy, anh em nào xin ring ben qua đây. Cảm ơn bác nhé. Đấy, anh nào xin ring ben qua đây đây. MU Hà Nội ngày xưa, DBK nó xài cái đao gì mà thần cộng 15 ấy nhỉ? DBK à? DBK thì dùng gậy đấy nhỉ? Nếu mà dùng đao ngày xưa có đao bầu này, cái gọi là gì nhỉ? Dìu bán nguyệt à? Mới tắt máy. Thôi tắt máy để ngày mai đi người anh em ơi. Giờ tạo ác chơi AD hỗ trợ xét đồ với. Anh em người anh em gõ lệnh sổ chéo tân thủ thôi là có đồ rồi. Kiếm đâu mấy bùa trao á? Bùa trao này mua đây anh em ơi, mua trên cắt shop này. 35.000 Wecoin một cái. Đấy. Như đây. Đây ring pen à? Ring pen à? Đây ring pen đây. Một cái ring này. Hai cái ring này. Một quả pen này. Ok chưa? Đấy. Ok thì người anh em. Người anh em 5.000 Việt Nam đồng. Em xin ring. Ring ơn. Đây ring đây. Người anh em 5.000 Việt Nam đồng này xin ring này. Cái ring nào ngon nhất cho rồi. Bác còn huy chương không? Bác còn chùy vương không? Còn chùy cộng không? Còn chùy cộng không với anh em ơi. Bao 2. Đây để tôi đi vào tôi lấy cho người anh em xét nè. Xét ngọc bích à? Ngọc bích thiếu cái quần thì sao đấy? Hình như là thiếu quần anh em ơi. Đây để tôi đi về tôi lấy à. Xét ngọc bích đây. Áo này, tay này, mũ này, chân này, thiếu quần. Ờ, tùy vương đây. Có mấy đây nhỉ? Bao cách 1 xem nào. À, bao. Đây, tùy vương đây. Đấy, còn set Legend anh em nhé. Ông nào chơi Soul Master là còn set ma thuật này, Legend này. Quay cặp kiếm MG. Kiếm MG vô cặp con điều gì nhỉ? Kiếm MG kiếm lởm thôi, kiếm dòng lởm mà. Đâu rồi, người anh em 5.000 Việt Nam đồng đâu? Ra cùng thời Hoàng Long. Gậy á, gậy lởm anh em ơi, gậy gọi là gậy lởm thôi. Đâu người anh em 5.000 Việt Nam đồng đây, có set ngọc bích đây này. Thiếu quần thôi. Người anh em 5.000 Việt Nam đồng đâu rồi? Tóc bạc VN. Dây chuyền lửa này. Bao nhiêu poi rồi anh? Con game này reset 50 lần là mắc ping rồi. Poi rơi vào khoảng tầm 50.000 poi. Đấy, cứ reset đến 50 lần là poi như nhau hết. MU này có đờ rốt ngọc có cao không ở đây? Ui đi sunbot này này, phím hát sunbot này này. Đây, rồi đi cày huy chương vàng. Ném ra nhiều lắm. Đây rồi, 5.000 Việt Nam rồi đây. Anh em ơi. Đây, áo này, tay này. Quần này, mũ này, thiếu cái quần anh em ạ. Thiếu quần nhá.
Đấy, hết quần rồi. Thiếu bốn quần. Xong bác nhé. Ông nào lấy cái chùy kinh đâu nhỉ? Không đi đâu. Bây giờ là đi mấy cái ring lở mày vứt đi nha ơi. Ring pen, mấy ring pen này vừa đi săn boss được cái này. Đồ lở này. Đấy, ring X để lại, còn ring thường vứt đi. Ring pen. Ngon. Vẫn đập. Rồi cho hết vào đây đi. Cho hết vào đây đi, đấy. Anh em nào lấy mình lại cho luôn này. Cho luôn hết chưa? Rồi. Đá này, ngọc này. Chúc bác sớm 100 người xem. Chuẩn bị 100 người xem rồi. Xin chào người anh em Nguyễn Hải nha. Ballet với sâu bán trong shop. Đợt đó cày đêm rút dây mạng có rìu trao lấy gen. Dạy cách cộng điểm DBK đây đây. Cộng điểm DBK đây. Sức mạnh thì đủ cầm đồ thôi. Đánh là khoảng 500 coin. Đấy, còn đâu là em cứ vã hết và mắc năng lượng rồi anh em ạ. Đi đập cánh 2 đi đây. Đi đập cánh 2 đây. Xét sâu hồng cộng bao nhiêu vậy đây? Xét sâu hồng cộng 12. Giảm sát thương là 6%. Sức chống đỡ là cộng 16 họp. Em vẫn giữ lại 10 bộ dinh pen cộng 1. Đợi gặp bác. Ok người anh em ơi. Cho em xin cặp chùy vương đây này, tóc bạc về này rồi. Nào, đây. Giao dịch. Vào việc. Giao dịch. Đây, cặp chùy vương đây. Đấy. Ok nhé. Rồi, vào việc. VIP nhất server. Đồ bây giờ người ta là cộng 13 là mắc. Đồ mình cộng 12 vẫn còn thiếu một cấp đấy anh em ơi. Bây giờ mà xoay lên cộng 13 là cũng toát một hồi đấy. Là nó cũng phải ngốn nhiều bullet lắm. DBK sâu hồng có dòng 10% ngon. 10% là nó phù hợp với cái phiên bản thấp ngày xưa thôi. Như kiểu là MU97 với cả SS1 thôi. Còn bắt đầu là SS2 trở lên là dòng giảm vết thương là ngon. Ngon hơn dòng 10%. Thì kia một máy chơi được mấy ác vậy? Hai ác thì phải. Hai ác. Thôi bây giờ đi xin phép đi đập wing anh em ơi. Đi đập wing. Xin phép là giờ đi đập wing nha. Để xoay wing 2 nhá. Có lông vũ rồi. Đây có lông vũ rồi. Đấy có trao rồi. Có đồ ích rồi. Cài đặt như nào với bác? Ui. Mình bác PM admin nhé. Giờ đập cái cánh này lên cộng 9 anh em ơi. 1, 2, 3. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Đồ hiếm này chơi mới thích, đúng rồi. Đấy, nói chung là mỗi anh em thích chơi một kiểu. Có những anh em thì thích chơi đồ hiếm, có những anh em thích chơi gọi là đồ gọi là gì, đi săn đi đánh quái nó cũng rơi ra được. Ui cộng 5 này. Cộng ui đây, xịt vậy. Cộng 6 này. Cộng 7. Ui thôi lại về mò mẹ, đập ballet khó lắm anh em ơi. Đập lên cộng 9 là cũng gọi là toát mồ hôi đấy. Toát mồ hôi cộng 7. Cộng 8 này. Lại xịt anh em ơi. Lại về mo rồi. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. Chào người anh em Toàn Nguyễn nhá. Trên quăng huy chương không rớt nổi viên ngọc. Tỷ lệ rớt quá thấp luôn. Tôi vẫn nhặt được ngọc đấy.
Tôi vẫn thỉnh thoảng ném huy chương vàng ra được ngọc bò lép với cả sâu đấy. Ui, cộng tám rồi, lên rồi các em ơi, cộng tám rồi. Cộng tám rồi. Cộng chín. Úi rồi lại về mò à. Một tiền gà ba tiền thóc anh em ơi. Cái tiền mua gà thì nó rẻ, còn cái tiền mà nuôi con gà đấy, dùng thóc nuôi gà đấy nó mới là đắt. Cái win này rõ là rẻ, win này anh em bán cực kỳ rẻ nhưng mà đập lên cộng 9 thì ối rồi rồi luôn. Cần gì đập cứ vào cho quay được, không có đập đập cái win lên cộng cao thì cái tỷ lệ thành công nó nhiều hơn người anh em ơi. Vua sứ mù, diêu giao dịch, người anh em cho gì đây? Ai à, cái gì đây? À, người anh em này là bảo tôi là đập cái gậy thiên sứ này lên lên 16 orb anh em ơi. 16 orb mới kích hoạt được. Ôi rồi người anh em sao không nén cái này vào. Ui ôi. Rồi rồi đập luôn cho người anh em này. 16 orb đúng không? Đấy người anh em này nhờ đập lên 16 orb này, bây giờ đang là lực đánh phép thuật cộng 4 này. Ui ôi đập ra nó khó lắm anh em ơi. Ui ôi. Xịt đấy. Ui không, không lên được anh em ạ. Không lên luôn đấy. Không lên luôn này. Ui đập đập 10 viên thì không không lên orb luôn đấy ạ. À. Lên là cộng 4 đây này. Ui rồi ôi. Hỏng rồi anh em ơi. Người anh em đưa cho tôi là gì ạ? À? 30 này cộng 30 này. Tổng cộng người anh em này đưa cho tôi là 60 60 viên like đấy. 60 viên like đấy để tôi đập xem có lên không nhá. 4 này. 8 này, lên rồi. Ui lại xịt. 13 là 20 orb với kích á. 16 orb mà. Đây là có ghi đây này. Đồ X có lắc cộng 16 orb này này. Để viên ngọc nó xoay một lúc lóe lên hãy đập. Ok, lóe lên hãy đập nhá. 16% là quay ngon rồi. Đeo thêm gậy triệu hồi nữa là mắc đẹp. Chào người anh em Trung Hậu Trung Đậu nhá. Chào người anh em Vũ Đại Dũng nhá. Đây này, bây giờ là tôi có cái kèo là đập cái gậy thiên sứ lên 16 orb đây này. Không biết là 16 orb hay là 20 orb. Đi thử cầm là biết ngay. Thế mà cái cầm cái này mà nó tăng đam tức là cái kích hoạt orb này. Cộng 4 này. 4 orb, 4 orb, 4 orb. Ui lại xịt rồi, con thua anh em ơi, khó lắm này. Khó nhai lắm. Cộng 4 này. Ui lại xịt. Lóe lên đúng không? Xoay xoay xong lóe lên lại. Lóe lên à, cũng được đấy. Xoay xoay này. Nghe lên cộng 8 này. Xoay xoay. Nhóe lên. Lóe sáng lên. Lóe sáng lên cộng 12. Ô. Ngon ngon. À, cộng 16 là cố lên một phát đã rồi. Cố lên. Xoay xoay. Nhóe sáng. Xoay xoay. Nghe sáng. Ui rồi xịt rồi. Đéo lên được 16 hộp anh em ơi. Người anh em kia bảo xoay xoay là ok phết đấy. Không lên. Cộng 13 là 20 hộp mới kích. Nó ghi tía bác đâu. Đây đây. Yêu cầu item này là đồ X này. Có lắc này cộng 16 hộp. Đây của mình vẫn ghi là 16 orb mà nhỉ. 20 orb là đồ. 20 orb là set đồ. Đấy, 20 orb là set đồ, còn đồ vũ khí là vẫn là 16 orb thôi. Đây này, set đồ thì tôi ghi là gì ạ? Yêu cầu set đồ cộng 13 là đồ X có lắc 20 orb. Đấy, còn từ cộng 10 này, 11, 12 là chỉ cần 16 orb thôi. Còn vũ khí này, vũ khí là
Chỉ cần là 16 hộp thôi. Xoay xoay. Tung. Tung, ui đéo lên rồi. Hỏng rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Hỏng luôn rồi. Hỏng hình cộng 4 này. Cộng 8 này. Ui lại xịt. 20 ọp không nổi. Người anh em thì Nguyễn Bo hỗ trợ mình với bác. Hỗ trợ gì người anh em ơi. 4 này. Tranh thi chào bác. Xin chào người anh em Nguyễn Hải nhá. Chưa lóe đã đập. Đây lóe đây. Lóe đây. Lóe à. Bây giờ giảm đồ họa xuống nhỉ. Đồ họa đâu nhỉ. Đồ họa. Đây 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 đây. Đây đồ họa đây. Đồ họa là cái này đúng không. Đấy. Đây 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 đây, đây. Phát sáng lên đúng không. Lóe lên. Lóe lên. Lóe lên. Ui ui. Ôi đang đập đồ người anh em ơi, gì kia. Bác Hải có bán gậy cộng 12 không? Không bác ạ. Lóe lên. Con thua rồi anh em ơi, khó đập quá này. Lóe lên. Lóe lên, đập cộng 4 này. Ôi giời. Ui dồi, không thua, không thua. Khó nhai anh em ơi. 100 viên like này. Không biết có lên không. Bốn này. Ui dồi xịt. Bốn tiếp này. Ui dồi, khó nhai lắm anh em ơi. Khó nhai lắm, đập nó không lên cơ. Cố lên bác Hải, đang cố đây. Rất là cố đây. Thôi bỏ bác Hải ơi, giờ đập được 16 hộp. Bác cứ nện vào đi, đầy nện đang nện này, đang nện mạnh này. Đang nện này. Nện luôn này, cộng 4 này. Cộng 8. Cộng 8 rồi anh em ơi, cộng 8 rồi. Cộng 8 rồi. Lên. Ui xịt. Mày xịt đi, cộng 4. Mày xịt đi. Vẫn xịt đây nha mọi người. Hiện tại em cài Win Banica cho đẹp với hoặc DBK. Con game này chưa có Win 3 người anh em ơi. Còn nếu bên MU trừ BK thì là Win 3. Anh em cứ đi nhặt lông vũ với cả lông linh hồn condor ở trên map Arena xong xoay thôi. Đổi map à? Ok, đổi map luôn. Tôi về tôi sang Noria tôi ngồi đi. Ra tôi ngồi để tôi nghe đánh đàn vậy. Ngồi. Xoay mặt ra đây. Không xoay mặt ra đây à? Rồi đấy, ok chưa anh em. Đổi map luôn này. Tắt cái này đi này cho anh em dễ nhìn này. Đấy, set sầu hồng đấy. Không lên luôn. Đổi map. Đổi map này. No đi. Ui đập đập đến 5 viên thì không thèm lên orb anh em ạ. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Ui cộng 4 này. Cộng 8 này. Cộng 8 rồi anh em ơi. Liên tục thì lên. Đây đang cố gắng lắm đây. Đây người anh em tranh thi. Người anh em đang đứng nhảy. Nhảy đan ở đây này. Mấy đây. Lên. Ôi trời lại về mò anh em ơi. Lại về mò rồi. Không thua. Cộng 4 này.
phát sáng. Phát sáng luôn. Lên. Mày có lên không? Mày có lên không? Bây giờ cứ đập lên 4 orb đã rồi tính tiếp. Bơ. Ô. Ô. Đập thử cái Quinh này đây, cộng 7 này. Ui lại xịt. Xịt cả Quinh anh em ạ. Xịt cả Quinh luôn. Cứ đập cả Quinh cả cái kia luôn. Cộng 4 này. Cộng 5 này. Cộng 6 này. Cộng 5 hồ xịt xịt. Cộng ô. 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 Xịt nhiều như vậy, phải dây đen nhỉ? Phải dây đen đấy anh em ơi. Dây đen quá đen luôn. Đập ọp không lên này. Đập Wing còn cũng không lên này. Cộng 7 à. Ui. Lại về mô anh em ạ. Xin chào mấy anh em Nguyễn Hiệp nhé. Không kiên trì thì không chơi nổi. Đúng rồi. Phải kiên trì anh em ơi. Phải kiên trì. Phải kiên trì. Phải kiên trì đấy. Kiên trì mà like sắp hết rồi này. Lấy hết ra đi. Tôi lấy hết luôn. Nào đấy, hết sạch like rồi nhá. Tôi còn tặng thêm người anh em thêm 50 viên của tôi nữa đấy. Để xem là tình hình có lên không nào. Đập không thể lên 4 orb như này. 4 rồi. Phát sáng. Ui dồi ôi. 1 2 3 4 5 6 5 em thua. Ôi dồi ôi, không lên kìa. 4 này. 8 này. 8 8 8 8 8 ọp 8 ọp. 8 ọp. Lại về mò à. Cứ lên 8 ọp lại về mò nhỉ. Ồ. Đập kinh luôn. Đây đây, ồ 4 ọp 4 ọp 4 ọp. 4 ọp 8 ọp rồi. Cho luôn cái gậy thiên sứ vào xoay Wing 2 đi. Gậy thiên sứ vào xoay Wing 2. Nghe cũng hợp lý đấy. Người anh em Vũ Đại Dũng ạ. Cộng 6 là xoay Wing 2 được rồi. Ok. Để đập đốt cái tên đập line này. Ok là đi xoay Wing luôn này. Ok là đi xoay Wing luôn. Ui dồi ôi, lại xịt rồi. 4 này. Ui xịt. Ôi không lên luôn, không lên luôn ạ. Sao không cầm cả cụm 30 viên. Phải nhặt viên cho một mệt. Cũng đúng nhỉ, thử thế nào. Cảm ơn người anh em Sơn Nhung Kính nhá. Bây giờ tôi mới biết đấy. Bây giờ tôi mới biết là cái này nén vào xong là đập đập được anh em ơi. Giờ tôi mới biết luôn đi. À, hay đi nhỉ. Xin phép bây giờ là cho lên đi nhỉ. Đập kiểu này có khi là lên đấy. Cứ nhặt từng viên một anh em ơi, mỏi hết cả tay luôn ạ. Quá chuẩn bài luôn. Đây là một phát mà một cái phát minh gọi là quá là tuyệt vời luôn. Ôi nhầm. Lấy cụm 30 cơ mà. Đâu rồi? Cụm 30 đâu? Hết nha, hết sạch sành sanh à. Người em tranh thi ông ấy đứng lại để mông vào mặt tôi. Thế nay tôi đập like làm sao được ạ? À? Hả? Này. Quay đít vào mặt tôi như thế này thì đập làm sao được? Đấy. Nhắc thì bắt đầu mới ngồi này. Còn không từ nãy giờ là cứ để đít mặt tôi luôn ạ. Bó tay luôn. Để đít mặt tôi luôn. Này ra ngồi như hai anh em này. Đấy ok chưa? Đấy, ngồi bằng bạn bằng bè này cứ quay đít mặt tôi ạ. Nào. Đây 30 viên này. Tay đó qua thua bờ led. Ông ấy bảo là ông tranh thi là hôm qua thua bờ led để đen. Ông ấy đen xì luôn ạ. Đéo đập được.
Không đập được đây này. Ông nào nhắc bảo tôi đập 30 viên đây có đập được đâu. Không đập được. Thế bị đau không nhỉ? Thử lấy cụm 10 nè. Thử lấy cụm 10 đập cái nè. 10 viên này. Cũng không được anh em ơi. Không đập được. Lẻ rồi. Đây ví dụ như là 2 viên thì được. Đấy, 2 viên thì đập được. Còn cụm 10 thì lại không đập được. Ô, thế nó mới oai oam như nhở. Ôi cộng 4 này. Cộng 8 này. Cộng 0 này. Không luôn ạ. Cộng 4 này. Ôi ơi xịt rồi. Mày này. Mày có lên không thì bảo nào. Có lên không. Hết nhá. Sạch thành xanh nhá. Cộng 4 này. Ôi cộng 7 này. Mày có lên không. Mày di chuyển sang bên này anh em ơi. Cho nó thay đổi gọi phong thủy cái nhỉ. Thay đổi phong thủy cái nhỉ. Phong thủy này. Bốn ọp rồi. 8 ọp. Dây đỏ. Ui rồi ôi, đỏ chẹt luôn lại về không. Cộng 4 này. Những viên like cuối cùng, cố lên. Những viên like cuối cùng. Di chuyển. Những viên like cuối cùng. Không thua anh em ơi, phải mò lại 4. Ôi rồi xong đây rồi thôi, hết. Hết anh em ơi. Hơn 100 viên, hơn 150 viên like mà đập không lên. Không lên được 16 ọp anh em ơi. Thôi, xin trả lại người anh em. Người anh em vua sứ mù nhá. Vua sứ mù đâu? Đây, vua sứ mù đâu? Chai re đây. Tôi trả bạn. Tôi trả người anh em luôn này. Hôm nay mặc set ánh trăng này. Theo tôi là cái set ánh trăng là cái set xấu nhất của con game MU luôn ạ. À. Không phải là ánh trăng luôn ạ. À. Nó mới hình cái gì luôn ấy. Bác Hải lên đồ chưa đi ngủ à. Chuẩn bị bác ạ. À. Đây. Đấy trả người anh em. Trả người anh em cái gậy này. Về mo anh em ạ. À. Không lên được bác ạ. À. Không lên được bác ạ. À. Kinh khủng luôn.